gian hôm nay anh né cái hai cây mít này, hai cây mít nó nằm ngang dây điện bên đó cây nữa nha. Cây này cái gì bông đẹp quá ha. Hai cục dây wifi đó, trên đó có hai cục dây wifi nữa nè.
dưới này có cái hàng kiển nha các bạn, có hàng mai đây dưới này, cho nên các bạn hết. Yeah.
xong các bạn, xong cái mít nha. Mình kết thúc video đây nha bạn, hẹn bạn lại video sau nha. Nằm bên đây rồi. Chào các bạn nha. Anh Giang anh tiếp tục lên cái cây mít này các bạn ơi. Cây mít này thì nó không cao nha các bạn, nhưng mà nó nằm nó dắt ngang mấy cọng dây điện nha các bạn. Để mình quay dây điện cho các bạn xem nè. Ở trên đó thì điện cao thế nha. Ở dưới này nè, có hai cọng dây wifi. Nằm ngang đường lộ nông thôn luôn các bạn. Nhánh lớn rẹt lưới nữa. Cặp thằng gào nghe các bạn. Dưới đây nó có mai nha. Mấy cây mai với mấy cây kiển cái gì nè, đinh lăng nè nữa. Cho nên nó ra lên nó bầm ra hết luôn. Năm nhánh nhỏ anh dục cái ngoài này hết nha các bạn. Ở trong kia là có mấy cây mai kiển nha. Các bạn thấy cây mai kiển nằm nha. Cây thì không cao nha các bạn, nhưng mà bà chị bà kêu phải đoạn hết ra nhiều để ảnh hưởng mấy cái kiển. Xe Giang ơi, cho xe qua đi. Chạy chạy qua đi. Chạy qua đi vậy.
để cho nó chút nó xuống nó cắt. Mấy vậy thôi à? Thấy nữa ha. Ồ, chừa cái trái đó là trái đó ăn được. Còn là hai trái. Xong hết rồi. Chống cái này luôn nha. Nó cầm dây điện nó nằm đây mà. Mấy cái kiển nằm dưới này. Mình anh xuống anh mé nhánh ra cho bà chị hết rồi. Nhanh nha các bạn, quá nhanh luôn, đơn giản. Xe qua đi, xe qua. Điện đông này giống mới điện tưới nhiều quá trời ta. Rồi, xong các bạn ơi. Mình kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn các bạn lên video sau nha.